Chào mọi người, hôm nay giới thiệu với mọi người một cái bộ linh kiện Vọc Sĩ 1. Cái này nó gồm những cái linh kiện trong đây mình đã soạn sẵn cho các bạn. Thì cái bộ linh kiện này nó sẽ giúp cho các bạn chế được hai cái món. Mình sẽ hướng dẫn trong clip này của chúng ta một món, và một món sẽ trong clip tiếp theo. Đây là những linh kiện dễ tìm kiếm, các bạn có thể tìm ở những cái vựa ve chai. Nếu mà tìm được trong vựa ve chai thì nó khá là rẻ, còn nếu mà tìm không được thì liên hệ với mình sẽ gửi đến tận nhà cho các bạn, nhưng mà đương nhiên là giá nó sẽ mắc hơn rồi. Thì ở đây thì chúng ta sẽ có những cái thứ như là, thứ nhất là một cái rờ le 5 chân, thứ hai là cái bóng led nhận hồng ngoại, thứ ba là một cái loa bớt, thứ tư là một cái domino kết nối, thứ năm nó là một cái chân pin 9V. Thì chúng ta sẽ làm những cái mạch điện rất là đơn giản. Nếu mà các bạn có sáng tạo thì các bạn có thể từ những cái linh kiện này làm những cái mạch điện lý thú nữa. Thì trước mắt thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người hai cái mạch điện lý thú. Mạch điện đầu tiên thì chúng ta chỉ sử dụng tới những con linh kiện này thôi, không sử dụng bóng thu hồng ngoại này. Đó là cái mạch chống trộm. Cái mạch này khi mà có người lạ mà đột nhập vào phòng của chúng ta hoặc là khu vực mà chúng ta khoanh vùng thì nó sẽ tác động như cái mạch này và làm mạch này nó sẽ hú reo. Đây, cái loa bớt, cái công dụng của loa bớt là như thế này này. Cái chân dài là chân dương, cái chân ngắn là chân âm. Chúng ta chỉ cấp nguồn pin 9V vô rồi. Đó, nghe chưa? Đó, nó sẽ reo lên. Còn cái này, cái chân pin thì chỉ cần kết nối với cái pin 9V này thôi, gài vô là nó ăn rồi. Nói sơ qua cái rờ le này nó có 5 chân. Đây, cái dãy mà 3 chân á thì nó sẽ gồm hai cái chân bìa này, chính là cái cuộn dây. Cái cuộn dây của cái 500 điện nó sẽ hút đóng mở cái tiếp điện. Và cái tiếp điện chúng ta sẽ gồm ba cái chân này. Một cái chân này, chân chính giữa mà nó đẩy vô cái cuộn dây này á, chính là cái chân động, cái tiếp điện động nè. Còn đây là hai cái tiếp điện tĩnh. Cái chân này ban đầu khi mà chưa cấp điện cho cuộn dây thì cái tiếp điện nó sẽ đóng ở cái chân này với cái nối cái hai cái chân này nè, cái chân động và chân tĩnh dưới đây. Còn khi mà cuộn dây này được nuôi điện thì nó sẽ đóng cái tiếp điện ở cái chân động và chân tĩnh trên đây và làm hở cái tiếp điện này, hai cái tiếp điện này. Đó, thì đơn giản như vậy thôi. Và cái mạch của chúng ta kết cấu như thế này, các bạn nhìn vô các bạn thấy được này. Đây, chúng ta sử dụng cái nguồn nuôi 9V. Cái đây là một đoạn dây đồng, hai cái chân này là hai chân domino nè, để chúng ta kết nối cho nó dễ thôi. Nếu mà không sử dụng domino cũng có thể hàn trực tiếp vô cũng được, nhưng mà mỗi lần mà muốn thay dây đồng thì chúng ta phải là hàn lại nữa. Còn domino chúng ta cần siết dây đồng thôi là chắc. Ở đây thì khi ban đầu chúng ta nối dây vào đây thì nó sẽ tạo thành mạch kính, nó sẽ nuôi cho cái rờ le này bởi cái nguồn nuôi 9V của viên pin, và nó sẽ hút cái tiếp điểm đóng cái chân động với cái chân ở trên này, làm hở cái chân này. Lúc này thì cái loa chúng ta không kêu được, cái chân động này thì được nối với cái nguồn 9V nè. Nó làm hở ra rồi, nó không có kêu được. Nhưng khi mà cái cuộn dây này bị đứt, cái đoạn dây này chúng ta nó bị đứt khi mà có người lạ vào tác động do chúng ta gài, chúng ta khóa lại, thì khi người lạ tác động vào nó sẽ bị đứt và nó sẽ làm cho cái mạch này nó ngắt đi, nó hở và nó ngắt. Cái rờ le này nó sẽ nhả đi, nhả và nó sẽ trở về cái trạng thái ban đầu nè. Cái tiếp điểm động này nó sẽ đóng lại với cái tiếp điểm này ở dưới này.
đó, thì nó sẽ làm nối mạch cho cái loa này của chúng ta. Đây, loa được nối với nguồn âm sẵn rồi nè, giờ chỉ cần cái điểm này nó đóng lại nè, nối với nguồn dương 9V nè, là nó sẽ hú nè. Đó, đơn giản. Mạch này ứng dụng rất là nhiều, nếu các bạn có thể ứng dụng cho khóa xe của chúng ta cũng được, xe đạp, xe máy gì đó, hoặc là các bạn học sinh muốn có một cái phòng riêng tư gì đó, đúng không? Chúng ta sẽ có thể khóa vô cái cửa phòng chúng ta. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp cho mọi người xem. Chúng ta đấu nối nó lại rồi theo sơ đồ, thì chúng ta có chân pin này, chúng ta sẽ đấu nối trực tiếp chân pin, sau đó chúng ta mới gắn vô cục pin. Đây cái mạch của chúng ta đây, cái hàng ba chân nè, relay ha, ba chân, chân chính giữa nối lên chân dương của nguồn nguồn pin nè, nguồn pin là cái đầu pin nè, dương nối qua một cái domino nè. Để chút xíu chúng ta sẽ đấu dây vào nối tiếp qua cái domino nè, ra cái đầu chân âm là của nguồn pin nè. Ở đây á, thì cái loa chúng ta sẽ nối vô chung với chân âm ha, còn chân dương chúng ta nối vô cái tiếp điểm tĩnh nè, ở dưới nè, đúng chưa? Đó, rồi cái mặt chúng ta đơn giản vậy thôi. Bây giờ để thử thì chỉ cần gắn vào pin nè, đó thấy nó reo là nó tốt. Giờ chúng ta sẽ chạm hai cái chân của cái domino nè. Đó, nó phải tắt mới là tốt nè. Đó. Giờ chỉ cần mà cái đầu dây này chúng ta bị đứt ra, nhả ra thôi là nó hú liền. Nhả ra là hú liền, thấy chưa? Bây giờ tiếp theo chúng ta kiếm một sợi dây đồng, có thể là gỡ trong những cái cục biến thế ra, hay là những cái cuộn dây gì đó ra, nó có dây đồng càng nhỏ càng tốt, tại vì nếu mà dây đồng nhỏ chúng ta nó dễ làm đứt, nhưng mà chúng ta mắc vô những cái khu vực mà chúng ta muốn bảo mật, muốn chống trộm thì nó sẽ có cái độ nhạy cao hơn. Đây mình có cái đoạn dây đồng rất là nhỏ, giờ mình dùng một quẹt hơ để cho nó cháy cái lớp sơn ở ngoài đi. Không, đó tốt ra nào cho nó sạch cái lớp than, bứt một đoạn vừa. Làm một đầu y chang vậy. Ta đấu với cái domino, nếu mà không có domino chúng ta hàng trực tiếp vô cái tiếp điểm này, hàng trực tiếp vô thì khi mà nó hoạt động, cái hệ thống nó hoạt động đó, thì chúng ta phải mở ra thay dây khác luôn. Đúng rồi, cần xoay ống thôi. Cắm vô con viên thử nè.
rồi. Đó. Mạch là không hoạt động được nha, không có kêu nha, nó pin vô là không kêu. Bây giờ ví dụ như có trộm, nó làm đứt cái đoạn dây này. Đây dòng điện nè, đó, đứt kêu liền, thấy không? Công việc dài nó thì rất là đơn giản. Bây giờ ví dụ như nếu mình ta muốn khóa cho chiếc xe thì chúng ta chỉ cần lọn cái đoạn dây này vô trong cái bánh xe, và chúng ta mới đấu vô hai cái chân của domino. Lọn trong bánh xe chúng ta mới đấu vô chân của domino. Thì khi mà bánh xe nó quay á, trộm nó đẩy đi, bánh xe nó quay làm đứt cái đoạn dây này. Còn nếu mà chúng ta có cái cửa đó, thì chúng ta sẽ gài làm sao mà cho cái sợi dây này nó chèn vô ngay cái cánh cửa, khi mà trộm nó kéo cánh cửa ra làm kéo căng cái sợi dây này, làm đứt cái sợi dây này đó. Vậy thì chúng ta có thể chống trộm được rồi. Thì những cái linh kiện này hoàn toàn là dễ tìm kiếm, các bạn có thể tìm thì sẽ được giá rẻ. Còn nếu mà không có tìm được, các bạn phải liên hệ với mình sẽ gửi đến tận nhà cho các bạn đó. Đó, cái bộ linh kiện của chúng ta, linh kiện phòng sĩ 1, nó sẽ gồm những cái linh kiện lúc đầu mình đã nói đó. Cảm ơn mọi người theo dõi. Không có cục pin nha, cục pin là các bạn phải tự gắn vô thôi, tại vì gửi cục pin đi nó nặng lắm.